điện dò để em xem cái milliampere, em chạm một cái xem nó ngắt tầm này cho bác nhìn nhá. Em kéo này, kéo xuống này, đóng lên này, bóng sáng nhá. Bây giờ nhá, phải thử cái này nó mới chuẩn, chứ còn người bây giờ điện đây, bác cầm này, bác cầm em quệt cái này nhá. Em Tuấn bây giờ nhá, bác nhìn này, em Tuấn chỉ cần quệt vào cái chậu rửa bát này nhá, nó sẽ ngắt. Đấy, cái dòng ampe của nó này. Bác thấy chưa? Nào. Bác thấy nó ngắt chưa? Bác thấy nó ngắt chưa? Ôi chào ơi bác ơi. Em xin lỗi các bác nhé. Nó không những ngắt con này của em mà nó còn ngắt hết cả một cái dãy dãy đường này của em, bởi vì em cũng lắp áp chống giật mà bác. Em cũng lắp áp chống giật. Bác thấy chưa? Nào, bác thấy cái độ an toàn của nó chưa? Em Tuấn cũng lắp áp chống giật đấy, bây giờ nó ngắt tất cả một dãy này của em luôn. Nào, hôm nay test thực tế quá, thực tế nó test nó cho nhà em sập luôn. Con át này cũng ngắt mà con át của gia đình nhà em nó cũng đang ngắt. Bây giờ chỉ còn cái đèn này là của dãy bên này thôi. Cái đèn cái bóng này này là đang ăn ở dãy bên này. Đây, bây giờ em mà tắt cái công tắc bên này nữa là tịt nốt. Anh nhá, này. Hôm nay em Tuấn làm cái clip này phục vụ theo yêu cầu của các bác. Mọi ngày thì em Tuấn giới thiệu đến các bác những cái sản phẩm như là máy tính iPad, MacBook rồi là vân vân. À, loa âm thanh cao cấp cũng có mà hàng bình dân cũng có rồi. Thì đợt vừa đây thì em có xoáy vào cái một số cái mặt hàng về liên quan đến đồ điện gia đình. Thì cũng có một số bác bình luận hỏi trên nhóm, thì hôm nay em Tuấn đem về cho bác nhé. Đây ạ. Tất cả automat chống giật. Các bác hỏi hơn một tuần hay gần mười mấy ngày nay rồi, nhưng mà hôm nay nó mới về được hàng, bởi vì những cái mặt hàng này em Tuấn đặt từ vẫn phải lấy từ Nhật về bác ạ nhé. Tất cả những mặt hàng này lấy từ Nhật về xong cho anh em kiểm tra xem lại. Những mặt hàng này là phải lấy từ Nhật về, bởi vì là hàng automat chống giật bây giờ rất là nhiều, nhưng mà nó liên quan đến hàng của Hàn Quốc rồi là một số hàng bên ngoài đấy, nó cho nổi. Tất cả vẫn hàng Nhật và em vẫn chuyên hàng Nhật là chính, hàng Nhật là chính. Nếu mà bác vào lấy hàng ở ngoài thì nếu mà không phải hàng Nhật thì nó sẽ rẻ hơn, nó chỉ còn một đây. Nói tóm lại là cả lô của bác, cả thùng, nên bác thoải mái nhé. Sau đây em là Tuấn sẽ hướng dẫn các bác cái cách để đấu nối. Con áp này nó đấu nối y như con áp của gia đình của bác thôi, nó chẳng khác cái gì cả, nó giống hệt thôi. Nhưng mà nó chỉ khác là nó sẽ chống giật được cho bác. Thứ nhất là chống giật, thứ hai là chống dò dòng điện. Dò dòng điện thì cái dò dòng điện hay chống giật như nào thì em Tuấn sẽ test cái clip về phía cuối cho các bác cách để các bác biết là khi nó dò dòng điện và nó an toàn cho bác như thế nào, là nó làm đảm bảo cho bác là không bị giật như nào nữa. Đấy. Thì sau đây em Tuấn sẽ đưa vào cho các bác vào cái clip hướng dẫn chi tiết, bởi vì em đang để camera ngược thì nó đọc cái thông số trên này thì các bác sẽ không đọc được. Nên là em sẽ phải đảo cái camera lại để cho bác nhìn nhé. Mời các bác vào cái clip em đặt. Vâng, và sau đây em Tuấn sẽ hướng dẫn các bác cái cách để test chiếc automat, mà thật ra là các bác cũng không cần phải test nữa, bởi vì em Tuấn sẽ test hết trước khi về cho các bác rồi. Tất cả những cái app này đều vào test và kiểm tra hết cho các bác trước khi giao hàng đấy. Còn bây giờ là em Tuấn hướng dẫn các bác là cách kiểm tra, ví dụ như những cái thông số này. Em thấy là cái con át Nhật này nó sẽ phù hợp với cái người Việt mình, cũng như là cái phong tục tập quán của người Việt mình. Thật ra là người Việt mình đấu điện ở trong gia đình bây giờ hầu như là các bảng điện, ổ điện vẫn để hở rất là nhiều, rất để ở rất là nhiều. Bây giờ có những con át hàng mới bây giờ họ cho cái miliampe này, bác nhìn cái này, miliampe này 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 này, bác nhìn nhá. Với của Nhật này nó lên đến 30 mA. Ok chưa bác? Bác nhìn chưa? Cứ bác nhìn đi chứ, bác nhìn này. 30 mA bác nhìn thấy chưa? Đâu nhỉ, đây này. Đây ạ. 30 mA bác nhìn thấy chưa? Con này là con AT 50A 30 mA. Thì đối với lại hàng mới bây giờ thì hầu như họ để có những con họ để 10 15 mA, 10 mA. Như vậy thì nếu như lắp ở cái những khu gia đình của người Việt miền Nam bây giờ thì hầu như các bác chỉ cần lắp sơ hở các bác bị cái áp này này nó ngắt suốt ngày luôn. Nó ngắt suốt ngày. Người Nhật họ họ đi tính, thật ra là họ tính nó an toàn, cũng thông minh và an toàn lắm các bác ạ. Chứ những cái riêng cái độ an toàn đối với người Nhật thì không thể nói được rồi. Bây giờ có một con số áp hàng ở China rồi một số áp Hàn Quốc cũng có đấy bác ạ. Họ đặt cái họ để cái chỉ số của cái miliampe này nó an toàn quá, thật ra nó gọi là an toàn quá đấy, nhưng mà chính vì an toàn quá nên về lắp cho người Việt mình nó không phù hợp. Cái độ miliampe này là có nghĩa là nó phải vượt được cái ngưỡng 30 mA này thì nó mới ngắt automat. Nhưng mà ở tất cả ví dụ những cái ổ điện như Việt Nam mình lắp những cái ổ điện này, nó tiếp xúc với lại tường gạch này này, bây giờ rất là nhiều cái dây điện là nó tiếp xúc thẳng vào tường gạch hoặc là tường đất, nên là nó sẽ bị tiếp mát.
nó sẽ bị tia mát, mà bác con áp tomat nào mà nằm ở tầm khoảng độ 10 mA hoặc 15 mA là hầu như là con áp cả tháng nó sẽ bị ngắt liên tục, bởi vì nó cứ tưởng là dò điện đấy, nó cứ tưởng dò điện nó chạm vào người là nó dò điện là nó ngắt, thành ra là các bác cứ đóng điện suốt ngày. Nhưng với người Nhật họ đang cho này này, họ đã để đến 30 mA, có nghĩa là 30 mA này nó cảm giác là nó không ảnh hưởng đến tính mạng con người, có nghĩa là nó chỉ chạm cái nó đã ngắt rồi đấy. Thì chạm hay không thì sau đây Tuấn sẽ test cho các bác biết là chạm hay không, nó sẽ ngắt hay không. Đây nhá, Tuấn sẽ test dùng con này cũng là 30 mA. Đấy nhá, đây nghe nhìn chưa, 50A 30 mA, ok chưa. Đấy thì em báo giá luôn là đối với con 50A này, 50A này thì bác sẽ lắp phù hợp cho những gia đình nào có những căn phòng như là có phòng khách này, phòng khách tầng 2 thì nên lắp 50A. Còn nhà nào bác nào mà chỉ có một tầng ấy thì bác lắp 40A hộ em thôi. Bởi vì con 40A 50A nó chênh nhau có mấy chục nghìn, nhưng mà bác phải biết rằng là khi không may nó bị chạm chập hoặc là cái lượng tiêu thụ điện nhà bác nó vừa phải, nó tầm 40A thì bác nên lắp 40A làm gì? Để nó bảo đảm an toàn tất cả thiết bị điện cho gia đình bác. Nhưng mà cái nhà bác chỉ có một tầng mà đi lên bác lắp 5 con 50A ấy thì khi đó nó xảy ra chạm chập thì nó sẽ ngắt chậm hơn nhá, nó sẽ ngắt chậm hơn bởi vì cái tải nó chịu lớn hơn mà. Cái tải chịu lớn hơn. Bác muốn cái tải nhà bác tôi chỉ muốn tầm 40A này là nó phải ngắt, khi nó quá nó phải ngắt thì bác lắp 40A. Còn con 50A là đa số nhà nào phải 2 tầng bác nhá, 2 tầng tải lớn thì lắp 50A. Con 50A có mức giá là 299.000. Còn con 40A có mức giá là 250.000 nhá. Sau đây em Tuấn sẽ test cho bác này. Khi các bác muốn bật con át này lên thì bác phải kéo nhá, kéo tay con át xuống hết. Bác nhớ nhá, chữ nó bác có nhìn này, cái chữ nó bác nhìn là chữ nó phải dựng nhá. Nếu bác nào không phân biệt được trên dưới thì bác chú ý là cái đường điện vào là phải ở trên. Đường điện vào ấy, có điện, còn là cái đường điện của bóng mình hay thiết bị tiêu thụ nó nằm ở dưới nhá, nằm ở dưới. Đấy, và cách bác test, bây giờ cách bác test là bác gạt hết rồi nhá. Bác muốn bắt về bác lắp, bác gạt hết át vào rồi, gạt hết xuống. Con át này là nhiều người bảo phải đặt lên đẩy lên đã, nhưng bác phải gạt hết xuống để nó khóa cái lẫy, nó gọi là cái lẫy cò như này, để nó át nó dừng, nó ngắt mà. Tôi bây giờ bắt đầu đặt bật này. Đấy, bác thấy chưa? Khi bác bật thì con đèn này nó tương đương con đèn này nó sáng, được chưa? Đấy. Và các bác lắp xong nhá, bật như này cho em. Các bác lắp xong bác bật như này cho em. Và cái nút đỏ bên cạnh này này, có cái nút đỏ đây này, nút đỏ bên này. Tất cả con nào nó có nút đỏ bên cạnh. Đấy, hoặc nút đỏ hoặc một nút đỏ hoặc nút đậm bên cạnh là nút reset. Bác ấn vào đây nhá. Nó gọi nó có chữ Royal đấy, bác ấn vào đây này. Đấy. Bác ấn như thế này mà nó ngắt thì chứng tỏ là cái automat của bác, cái độ an toàn nó vẫn đang hoạt động, nó đang hoạt động. Đây là người Nhật họ sản xuất ra cái nút bên cạnh này là cái nút để reset, là khi mình lắp cái app xong mình kiểm tra bằng cách mình kiểm tra đây. Tôi ấn vào đây nó reset được, là tức là khi các bác vô tình bác sờ tay vào điện giật là nó sẽ ngắt. Được chưa? Thì bây giờ em vô tình nhá, là cái điện dòng điện ở đây này nó rất là nhẹ. Tất cả những cái đây nó chỉ là cái tiếp mát của dò điện thôi. Đó nhá. Thì bây giờ em Tuấn sẽ thử. Em Tuấn đang câu một cái dòng điện, nó bắt tại đây luôn nhá. Nó bắt tại một chân này luôn. Nó đây là đứng cương vị là một người bị dòng điện để em xem cái miliampere em chạm một cái xem nó ngắt tầm nào cho bác nhìn nhá. Em kéo này, kéo xuống này, đóng lên này. Bóng sáng nhá. Bây giờ nhá, phải thử cái này nó mới chuẩn, chứ còn người với dòng điện đây, bác cầm em quệt cái này nhá. Em Tuấn bây giờ nhá, bác nhìn này, em Tuấn chỉ cần quệt vào cái chậu rửa bát này nhá, nó sẽ ngắt. Đấy, cái dòng ampere của nó này. Bác thấy chưa? Nào. Bác thấy nó ngắt chưa? Ôi chào ơi bác ơi. Em xin lỗi các bác nhé. Nó không những ngắt con này của em mà nó còn ngắt hết cả một cái dãy đường này của em, bởi vì em cũng lắp áp chống giật mà bác. Em cũng lắp áp chống giật. Bác thấy chưa? Nào, bác thấy cái độ an toàn của nó chưa? Em Tuấn cũng lắp áp chống giật đấy, bây giờ nó ngắt tất cả một dãy này của em luôn. Nào, hôm nay test thực tế quá, thực tế nó test nó cho nhà em sập luôn. Con áp này cũng ngắt mà con áp của gia đình nhà em nó cũng đang ngắt. Bây giờ chỉ còn cái đèn này là của dãy bên này thôi. Cái đèn cái bóng này này là đang ăn ở dãy bên này. Đây, bây giờ em mà tắt cái công tắc bên này nó là tịt nốt. Anh nhá. Này. Tịt nốt được chưa? Vậy là cái dãy bên này nó tắt tất, kể cả tủ lạnh nhà em bây giờ nó cũng tắt này. Các nhìn này. Tủ lạnh tắt rồi. Nhá. Thấy chưa? Tắt hết. Các thấy chối chưa? Đây, đường điện bên này vừa sáng.
bác vừa nhìn thấy em test nhé, cái tủ lạnh là cái tủ lạnh nó chạy theo đường điện 100 không nói, nhưng mà tất cả các bóng điện đây bây giờ chịu rồi, bật không sáng nhá. Nào, ngắt tổng hết rồi, con ngắt át át ở đầu ngoài hồi kia ngắt hết rồi, bây giờ là em Tuấn lại phải đi đóng át đấy bác ạ. Đấy, được chưa? Nào, thế bây giờ các bác thấy thế nào, độ an toàn nó quá cao chưa? Em thử con át này để giới thiệu cho bác, để em test cho các bác là chỉ chạm vào đây thôi, nó ngắt con này thôi, nhưng mà không nghĩ rằng là nó đây, thì bởi vì mình cắm vào ổ điện mà, đây mình cắm vào ổ điện này mà, thì không nghĩ rằng nó ngắt luôn cả gia đình, cả át hết cả bếp nhà em luôn. Thì đấy gọi là át chống giật đấy bạn, át chống giật nó an toàn như vậy.